Này là bông bạch ta này. Em lại cứ thấy hoa nó cũng khác gì đâu. Đây à? Đây là Nhật đây à? À ừ nhà. Lá nó bóng hơn nhỉ? Nó bóng hơn nhá. Tất cả những cái cây bạch đen này không phải bạch đen, nó cũng phấn cung đình. Chú quay chú phải biết đấy. Còn lại tất cả những cái cây trên chậu này là bạch nhật. Ừ đúng rồi, bây giờ phải nhìn lá là biết. Đây đây bạch nhật đây đúng không? Ui rồi đúng rồi, giỏi thế nhỉ. Và cây bên kia kìa, chậu đấy là bạch nhật hết đấy. Nhìn là đấy, làm đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lá nó bóng hơn. Lá nó bóng hơn. Loại to này là tầm đôi củ, còn loại kia là tầm củ rưỡi. Ở trên chậu đấy à? Trên trên chậu nhựa nhựa đỏ đúng không? Đúng rồi. Rồi. Đây, bạch 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 nhật đây. Bạch nhật lá này. Mình trước đấy cứ thấy bạch nó là màu trắng thì là bạch, nhưng nó lại không phải thế cơ. Ờ thế mới hay. Rồi. Nó phải đi thăm bắt viện. Đây này. Cái này là bạch nhật này là bóng hơn, là bóng hơn. Vừa trêu ông anh bảo là ông anh học ở trên mạng à. Mà biết là trà đang sốt đây, bạch tà này. Bạch nhật này. Bóng hơn và nó tròn hơn. Bạch tà lá nó dài. Ờ, hay đấy. Bạch tà lá nó dài và nó không mỡ. Đấy, bạch tà đây. Này thấy bạch ta như này cũng không không đắt hơn cái bạch nhật mấy đâu. Đây, nụ hoa của nó đây. Vừa lúc đấy vặt ở cây này. Đó, bạch ta. Đây. Nhưng mà đéo còn hoa. Bây giờ vẫn còn hoa, vừa lúc đấy vừa vặt được cây cây bạch nhấy. Đang sốt rình rịch về trà. Anh em nói rất hay. Hay đấy, bạch nhật là mình biết rồi đấy. Nhật đây này. Nó bóng lá mà lá nó tròn. À. Lá nó tròn. Lá kia nó dài. Đấy, đây bạch nhật này. Đây, bạch nhật này. Cỡ này thì nó cũng như như cây vừa mới đánh ấy, bằng ngón tay có tí thoát 20 phân, cao thì cũng mét 2 mét 3 gì đấy. Cây kia như cây kia đẹp. Cái loại này thì nó lá nó tròn hơn và bóng hơn. Đấy. Bạch nhật. Còn cái loại như này đây, hoa bạch này. Loại này thì hoa nó à, lá nó dài hơn. Và nó không bóng bằng. Rồi đấy, trà bạch nó cũng nắm loại. Rồi. Lá nó dài hơn. Nó có tí xoăn đấy. Đấy, cũng là bạch. À. Nhìn lá là biết.